Chào các bạn trong video này chúng ta sẽ làm một câu trong đề thi. Học sinh giỏi 9 quảng NAM năm học 2011-2012. Một trong những cách làm sạch tạp chất có lẫn trong nước mía dùng sản xuất đường phèn theo phương pháp thủ công trước đây được thực hiện bằng cách cho bột than xương và máu bò vào nước ép mía. Sau đó khuấy kỹ đun nhẹ rồi lọc lấy phần nước trong. Phần nước trong này mất hẳn màu sẫm và mùi mía. Cô cạn nước lọc thì thu được đường phèn. Hãy giải thích việc sử dụng than xương và máu bò trong cách làm này trả lời than xương C vô định hình có đặc tính hấp phụ các chất màu và mùi. Máu bò protein khi tan trong nước mía tạo thành dung dịch keo, có khả năng giữ các tạp chất nhỏ lơ lửng, không lắng động. Khi đun nóng protein bị đông tụ, kéo những hạt tạp chất này lắng xuống, nhờ đó khi lọc bỏ phần không tan, thu được nước mía trong, không có màu, mùi và các tạp chất.